Động thái đầu tiên của Kiều Minh Tuấn sau khi Cát Phượng xác nhận tan vỡ. Khán giả vô cùng tiếc nuối khi chuyện tình 12 năm của Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn tan vỡ. Cả hai đang nhận được đông đảo sự quan tâm của dư luận. Mới đây, Kiều Minh Tuấn đã có động thái mới trên mạng xã hội. Cát Phượng thông báo rằng cô đã chia tay với Kiều Minh Tuấn cách đây một năm. Nam diễn viên là người nói kết thúc với lý do không hợp. Ngay sau đó, khán giả đã kéo nhau vào trang cá nhân của Kiều Minh Tuấn để bình luận ném đá anh. Tuy nhiên, nam diễn viên nghề siêu dễ vẫn giữ im lặng không hề lên tiếng về ồn ào của mình. Thế nhưng trước làn sóng dư luận, Kiều Minh Tuấn đã bật tính năng hạn chế bình luận trên Facebook cá nhân. Đây được là xem động thái đầu tiên của anh sau khi Cát Phượng thông tin báo chia tay. Khán giả cho rằng nam diễn viên muốn đôi co với những bình luận ném đá và chỉ muốn giữ im lặng để lùm xùm lắng xuống. Tuy nhiên từ trước đến nay, Kiều Minh Tuấn luôn giữ im lặng trước những ồn ào của mình, dường như nam diễn viên chưa bao giờ kể chuyện cá nhân lên mạng xã hội. Bên cạnh xác nhận đường ai nấy đi, Cát Phượng còn cho biết đóng phim Chú ơi đừng lấy mẹ, con. Kiều Minh Tuấn và An Nguy yêu nhau hoàn toàn là sự thật. Thời gian đầu đi quay về anh ấy nằm ngủ một góc quay lưng với tôi bắt đầu hơi nghi ngờ. Ngày càng lạ, sau đó có một ngày tôi nhận được điện thoại, một dòng nữ hỏi anh ấy dạo này như thế nào, tôi trả lời vẫn bình thường, bạn ấy nói không bình thường. Tôi mới hỏi ý bạn là như thế nào, bạn ấy nói tôi cảm thấy anh và An Huy hơi kỳ, tôi nói có gì kỳ, vì anh ấy hay chăm sóc nữ diễn viên, đối với Phương Bảo Anh lo ngủ đầy đủ, chuẩn bị hết, bạn ấy cảm thấy là vì người đó có chồng có con nên cảm nhận được, Cát Phượng chia sẻ. Nhiều khán giả tiếc nuối cho mối tình 12 năm của Cát Phượng, nhưng cũng khá bức xúc với Kiều Minh Tuấn, động thái đầu tiên của anh cũng được khán giả đặc biệt chú ý đến.